Đây, trong video này mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch lo kéo mới, một cái mẫu mạch lo kéo 3 tấc đôi chuyên cho keo cơ và guitar điện. Mẫu mạch này cực kỳ ấn tượng. Ok chưa? Đây, phần Bluetooth. Thế hệ mới ha, Bluetooth thế hệ mới. Thế hệ mới. Khi mình cấp điện vô thì mấy cái đèn này nó sẽ sáng. Nhìn hấp dẫn lắm, ấn tượng lắm ha. Rồi. Cái phần music có von, treble, middle, bass. Lúc này tăng cường thêm một cái nút middle. Phần chỉnh cao cơ thì đầy đủ các nút mid von, mid bass, mid treble, echo, mid delay. Và qua đây là phần chỉnh guitar điện. Phần chỉnh guitar điện có guitar von, guitar treble, guitar bass. Chỉnh ấn tượng lắm ha. Hai cổng guitar, hai cổng micro. Đây, ở đây một cái cổng EQ out. Là cổng dây, là ở đây mạch này là mạch hai kênh. Ví dụ mình sử dụng một kênh cho một cái bát ba tấc đơn đi, thì cái ngõ này, ngõ còn lại, kênh còn lại này mình kéo ra sử dụng cho một cái loa ba tấc đơn khác, thì mạch này chuyên cho mạch ba tấc đôi, ý có nghĩa hai cái loa ba tấc. Đây, cổng nguồn 220. Đây, khi mình cắm điện 220 vào dùng để cấp điện cho mạch và đồng thời là đỡ sạc bình. Này là cổng dùng bình bên ngoài ha. Này công tắc power bên đó. Rồi đây mặt trước của sản phẩm, này bên trong sản phẩm. Bên trong sản phẩm là một cái bao liền ha. Đây. Thấy cái nghĩa là tích hợp đầy đủ hết. Nghiêng phần ISO công suất, rồi Bluetooth tầng R đầy đủ hết cho một men. Men nó dài như thế này. Thì hai cái miếng nhôm này nè. Dưới hai miếng nhôm này là có hai con ISO công suất. ISO công suất là C8676. Công suất từ 60W đến 120W cho mỗi con nha. Thì mỗi con cho một kênh. Thì mỗi kênh như vậy mình lắp được 3 lo. Bass, mid, treble. Bass chung treble. Có thể là bass treble cũng được, bỏ lo chung. Ok chưa? Trở kháng loa từ 4 đến 8 ohm riêng biệt mà ha. Hai ISO dùng cho hai kênh riêng biệt. Đây, đây là một kênh, kênh loa. Này là một kênh loa. Thì nếu mình muốn sử dụng cả hai cái loa bên trong chung một thùng thì gỡ cái này ra. Còn nếu mình like thì mình vặn này vào ha, đã trạng thái giữ nguyên ban đầu, có chưa? Giờ này là cái phần lắp micro không dây. Micro không dây ở này là đang là 5V. Đây, chân đây OK out, OK sơ, 5V, render với cái mic. Cái bơ này nó nhiều cái ấn tượng hay lắm. Và phần sau này nó có nhiều cái phiên bản khác nữa, mới nữa, giới thiệu cho các nè. Đây là phần nguồn sung nè. Nguồn sung nè, OK không? Này là cái phần hiển thị phần Bluetooth. OK chưa? Rồi. Nhìn hài hòa ha. Rồi, thì kích thước của nó là chiều ngang. Đây, dựng lên, nhìn coi thử ấn tượng không. Chiều ngang là 16, chiều dài là 31.5. Ok. Rồi, phụ kiện gồm có một cái remote và một cái dây nguồn điện 220V. Thì mình nhắc lại cái điểm chính của mẫu mạch lo kéo này là có phần chỉnh guitar điện. Nếu anh em nào mà thích thiết kế thùng loa kéo mà có guitar điện nên mua cái mẫu này là hợp lý nhất. Đó, ba tấc đôi. Hoặc là có thể là sử dụng bốn cái loa 2 tấc rưỡi. Ý có nghĩa là một kênh mình lắp cho hai cái loa bass 2,5 tấc. Ok chưa? Ý nghĩa là mình có nghĩa là mình thành hai cái thùng á, hai cái thùng 2 tấc rưỡi. Loa đôi, ok chưa? Mình lai ra, cái phần này mình lai ra tiếp một cái thùng. À, ấn tượng lắm. Cái bản mạch này mình thiết kế nó nhiều dạng nhiều kiểu, 3 tấc đôi hoặc là 2 thùng 2,5 tấc đôi. Ok chưa? Đó, quay sơ về cận cảnh một chút xíu nữa cho các anh em xem. Đó, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Này là phần cắm dưới tivi ha, cắm với tivi. Rồi mình giới thiệu nhanh về cái sản phẩm mới hơn, sản phẩm mới hơn. Để tiếp theo những video sau mình sẽ test chất âm cho các anh em xem coi thử nó ấn tượng đến mức độ nào ha. Có thất gì bây giờ rồi đây.